Đó, các bạn nhìn thấy con chim của Thao nó là như vậy. Đó, các bạn thấy chân của nó đỏ. Đây là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà mình ban tặng cho những người đam mê và đăng ký kênh chim cô gáy của mình. Lại đây con. Lại đây. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Lại đây. Xuống cành dưới, xuống. Đấy, mình không đưa tay ra nữa, mình quay sát vô nhá, mình quay sát chân này. Các bạn có thể thấy là những cái khoảnh khắc này thì thật là tuyệt vời đúng không? Mình quay sát mỏ này, đó, đây là con chim nó mang lại cuộc sống của mình, nó mang lại niềm đam mê, đó. Các bạn có thể thấy là con chim này nó hồn nhiên và nó thân thiện với mình như thế nào.